Còn hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp với Minh Châu và Diệu Thảo để thực hiện món mực xào sả ớt. Để thực hiện món mực xào sả ớt, quý vị khán giả cần chuẩn bị hai con mực ống có trọng lượng khoảng 500g, ớt hiểm, hành lá, bột cà ri, tỏi băm, sả bào, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Giai đoạn đầu tiên, quý vị khán giả sẽ chuẩn bị phần cộng hành lá với lại ớt hiểm trước. Những nguyên liệu này rất là đơn giản và quen thuộc thôi, thì quý vị khán giả sẽ đập dập phần ớt hiểm ra. Dạ. Chúng ta sẽ cắt khúc hành lá từ 2 đến 3 cm. Xong phần hành lá, mực quý vị khán giả mua đó nên chọn những con mực còn tươi trong như thế này, và đặc biệt là còn nguyên phần da, như vậy mới là mực tươi và khi xào món ăn sẽ ngon hơn. Quý vị khán giả thân mến, quý vị nhớ lời cô Diệu Thảo mới dặn nha, chúng ta sẽ mua mực ống còn tươi nè, da xanh trong nè, và còn da như vậy là mực ngon à. Và sau khi mua về xong đó, cho dầu mực thật là tươi, chúng ta cũng phải làm sạch bằng cách là chúng ta rút phần đầu ra và rửa sạch cái phần ruột phía bên trong con mực. Dạ. Phần đầu mực á thì quý vị khán giả chỉ việc cắt hai mắt và bỏ phần răng mực cũng như phần túi mực đi. Phần thân mực thì chúng ta sẽ cắt khoanh có độ dày khoảng từ 1 đến 1 phân rưỡi. Như vậy cũng vừa ăn mà cũng dễ thấm gia vị cô ha. Đúng rồi. Quý vị khán giả sẽ ướp gia vị vào khoảng nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto và 1 muỗng cà phê đường, khoảng nửa muỗng cà phê bột cà ri nữa nè. Cuối cùng mình ướp thêm khoảng 1 muỗng cà phê tỏi băm nữa. Tất cả trộn đều lên. Xong rồi chúng ta sẽ cho luôn cả 3 trái ớt hiểm đập dập này vào, trộn đều luôn để khi xào thì món ăn sẽ cay hơn. Nhưng mà nếu như mà quý vị khán giả không thích ăn cay thì chúng ta chỉ cần cho 2 trái. Đúng rồi, chính xác. Nếu mà trường hợp gia đình chúng ta không quen bị cay thì quý vị khán giả sẽ giảm bớt lại, để không có bị cay nhiều quá thì sẽ rất là khó ăn. Chúng ta chuẩn bị để chiên phần sả bào này. Khi chiên sả bào thì chúng ta sẽ chiên cho vàng thơm, giúp cho món ăn sẽ ngon hơn là chúng ta sử dụng sả băm. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta làm món này thì quý vị nhớ là sả chúng ta bào và chiên giòn lên, như thế sẽ ngon hơn là sả băm rất là nhiều. Đặt một chảo lên bếp, Minh Châu giúp cô bật bếp và chúng ta cho dầu vào. Để mà chiên sả bào, quý vị khán giả nhớ là chúng ta cho dầu nhiều, giống như là trường hợp chúng ta phi hành hay phi tỏi vậy đó. Dầu nóng rồi quý vị khán giả sẽ cho hết phần sả bào này vào để chúng ta phi cho vàng thơm. Khi mà chúng ta phi một lát nè, sả gần vàng thôi, thì quý vị khán giả sẽ bớt lửa lại và cái hơi nóng của phần dầu còn lại đó sẽ làm cho sả giòn từ từ và vàng từ từ. Còn nếu mà chúng ta để lửa lớn quá đó thì chúng ta sẽ bớt không kịp cái phần sả này. Dạ. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bớt hết phần này ra. Sau khi đã bớt sả ra rồi, quý vị khán giả sẽ đặt chảo lên bếp trở lại. Sau khi quý vị khán giả chiên xong sả rồi thì chúng ta sẽ rút bớt dầu ra, đặc biệt là phải chừa một ít dầu chiên sả lại, vì dầu chiên sả sẽ giúp cho món ăn của chúng ta có mùi thơm ngon hơn rất là nhiều. Dầu nóng quý vị khán giả sẽ cho tỏi vào và chúng ta phi thơm phần tỏi băm này. Cô chờ một chút xíu nữa cho nó hơi vàng ươm này, rút hết phần mực vào. Đó, chảo thật là nóng như thế này mới bốc được cái mùi thơm lên, đồng thời mực sẽ không bị ra nước. Mực gần chín thôi nha, đừng chờ mực chín. Chúng ta sẽ cho hết phần hành lá vào. Cô đảo đều và bây giờ mình xóc một chút xíu đi để cho mực chín đều. Và quý vị khán giả thấy là mực mà chúng ta sử dụng, mực tươi đó, chúng ta không lột da và chúng ta để nguyên da, như vậy ăn sẽ có độ giòn và đồng thời mực sẽ rất là ngon. Và chỉ cần đảo sơ như vậy là được rồi nè. Dạ. Bây giờ tắt bếp là được rồi đó. Ra dĩa nè. Dạ. Xào kỹ quá mực bị dai đâu có ngon cô ha. Chính xác. Cuối cùng thì mình mới cho một ít sả bào lên trên. Và bây giờ là nhất định phải đến phần của Minh Châu nha. Em cảm ơn cô. Hôm nay á, em sẽ rất là tự tin thưởng thức món ăn bởi vì em có công mua mực mà cô ha. Này có sự hài hòa về cả mùi thơm nè và cả hương vị nữa, vị cay cay của ớt nè, rồi cái độ giòn giòn của sả bào nữa chứ. Và chắc chắn là khi mà chúng ta thực hiện món ăn này thì không thể quên đó là nguyên liệu phải thật tươi ngon, mực phải còn tươi và da xanh trong quý vị nhé. Với món ăn này thì quý vị khán giả có thể sử dụng như là một món ăn chơi cũng được, hoặc là chúng ta dùng với cơm thì sẽ lại càng ngon. Đúng rồi đó, và Minh Châu hy vọng là cùng với món ăn ngày hôm nay thì quý vị khán giả
lại càng tự tin hơn khi vào bếp thực hiện một bữa cơm thật ngon cho những người thân yêu của mình.